vị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày hội du lịch tại Sa Pa. Rất nhiều du khách ở khắp mọi miền đất nước đã tụ họp về đây và chung vui với điệu xoang của nhà, với tiếng cồng, tiếng chiêng của người Pana, của huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Và nơi đây có những địa danh nhân kiệt, nơi anh hùng lúc đứng lên đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Nơi có những thác nước của quý, thác K50, thác Con Bông, thác Rơi và nhiều cảnh đẹp. Kính mời quý khách đến với Cờ Bang, đến với mùa lễ hội và cùng chung vui chia sẻ với người dân Cờ Bang. Xin chân thành cảm ơn. Đấy. Dung vào. Đấy.